Ông cho có bà cái đám cưới cơ quan ông nọ đéo vô toilet. Cái đi ra cái bà nói trời ơi tôi khó chịu quá ông ơi. Ở trong cơ quan á bà đi đám cưới. Dạ cái ông vô bả quá trời sung đi. Vô toilet là chồng ông chơi đứng luôn. Tôi đi toilet nữa. Nó bả cửa ra cái bà nói ghiếc đi ra. Khó chịu quá trời tôi khó chịu. Mỗi lần cô mơ là cười muốn xỉu. Để hai người thôi ha. Mơ nó xàm xàm mắc cười quá. Làm thiệt chứ xàm gì. Mơ dễ thương lắm luôn. Dễ thương mà thương không vậy. Thương vậy nãy giờ cũng nhà trọ. Không nhà trọ đâu, nhà trọ này được kia. Mẹ trời khiến gì tới giờ ăn ở không biết ở nhà đâu ăn ở. Con giấu bụng phải không? Mập. Không mập anh. Nó khó chịu. Bụng mẹp vậy mới dễ thương. Bụng mẹp dễ thương. Mập quá. Mơ về trồng bưởi cái nền quá trời nền luôn à. Cái bưởi thì nằm trong mà cái nền ngoài bưởi quá trời luôn. À, bà ông trên phố bà cái đám cưới cơ quan ông nọ đéo vô toilet. Cái đi ra cái bà nói trời ơi tôi khó chịu quá ông ơi. Ở trong cơ quan á bà đi đám cưới. Dạ cái ông vô bả quá trời sung đi. Vô toilet là chồng ông chơi đứng luôn. Tôi đi toilet nữa. Nó bỏ cửa ra cái bà nói ghiếc đi ra. Khó chịu quá trời tôi khó chịu rồi. Ông nói mày chế cái đầm xuống đi mà để cái đầm bên ngoài cho cự. Ông làm bà chơi đứng hỏi ông ra chưa. Tôi vô toilet tôi thấy hai người đang đéo. Trời ơi. Cái tôi mới đóng cửa lại. Cái ổng nói chở cái đập xuống đi đừng có nhở lên em. Cái lại đám cưới mà cơ quan mà. Anh nói em khó chịu quá anh à. Có thể không mình nói bậy nha. Rồi em đi vô rét mà em thấy mà. Thấy hai người đéo luôn chơi đứng luôn. Đẹp lắm gặp lắm. Đẹp không? Đẹp, cao mình dây chơi hơi mà. Chơi hơi luôn hả? Ờ. Thế em đi vô. Vô thấy hai người chơi. Hai người chơi cái bắt đầu em không có ganh tị, không có ghét tình. Cái bà nói không để cái đằng xuống cũng vũ lên. Đi ra hồi nhảy vũ trường đậu quần người ta luôn. Ông với bà nó cũng ghét luôn. Cũng cặp với ông à. Cứng vậy đó. Vậy tôi ghét tôi hoài vậy trời. Ờ, ông cũng không, tinh thần nè. Khép ghét buồn ngờ, có mất dịch rồi nè. Chứ tính cho ông đã. Thấy ghét tôi con trai nó trẻ nè, không ghét tôi già rồi ghét tôi hoài à. Tôi trẻ mà tôi không có lịch. Ừ. Có không? Có. Anh trẻ nó có lực, còn già có lực. Ừ. Ông đẹp trai lắm á. Ha. Dạ ông chết đẹp trai gì. Đồ da cái nhìn rất là đẹp. Rồi nó bỏ ra không muốn quay đi. Để ra chú quay một bữa coi. Chỉ ai? Tự ông ví dụ đằng nào đó ông cũng được, chỉ anh thật. Hỏi chuyện này kêu anh Phương đi. Đi ai? Bây giờ tự ông chỉ, ông ví dụ ông hoặc là thằng nào cũng hỏi tôi biết nào. Cho tôi đéo. Trời ơi. Nghe tí chứ. Nghe ông mơ tâm sự chứ. Mơ tâm sự trước mặt luôn. Ừ. Dù ông chơi trò khác chơi thì em. Trời ơi. Ngậu đó ông nói tiếng hai thằng này chọn nào? Tôi không có biết, ông chọn nào chỉ tôi giải quyết. Này đi. Nào chứ. Này ngỡ hồn, nãy hồn, nãy mới tiếng thấy em chứ hẹp lắm. Tôi có cho ông cái chữ của bà nội à. Không được. Cho ông được rồi. Không có sức. Thằng nãy mơ nói đó. Ừ. Chỉ thằng chơi đi. Ông đó tôi với ông. Người ta cho tao đi mời. Kiếm ai cũng vậy, kiếm anh Phương đi. À đứa cự chết ha. Dạ dẻo dai. Bữa giờ tối ông ngủ khách sạn con dạ, mình. Dạ chơi sướng lắm. Vâng. Gần già gần cai. Vâng. Bữa giờ tối qua giờ ngủ khách sạn con mình. Ông hả? Trời ơi dễ giờ không có người ở. Có, không ngủ con mình, ông đi ông đem ba lô theo ông thấy hả? Ngủ bên ngoài nè. Tối nay không ngủ cũng gần đây nè. Không ngủ đâu. Đây gần đây nè. Dạ. Ở vô ngủ cho mẹ tôi đây được không? Thôi tôi chạy ngủ rồi nè. Ngày mai tôi mới ngủ nè khác. Hôm nay tôi ngủ nhà. Ngày mai tôi bỏ nhà tôi đi. Thiệt ông vô nhà tôi không thấy tôi ngủ á. Này ngủ vòng mơ ngủ khác hả? Ừ. Hôm nay tôi ngủ nhà nghe. Ngày mai lại không có nhà tôi ngủ thằng khác. Đâu có nhà thằng Diễn nó mơ còn một kỳ. Khác bây giờ chỗ khác chơi đó má tôi ghiền. Vô gặp má mày nữa không anh đâu. Gặp bà tôi qua nó tại. Mời bà tôi qua gì cả đó. Trời. Má với tôi chơi không cái đi. Nhanh. Bạn kiếm đâu bạn có lũ gà còn kiếm không? Ai? Bạn mơ còn gò ở dưới kiếm không? Chị chơi qua ra rồi thôi chơi hoài. Rồi giờ ta đủ má ta nữa gầu. Hả? Lũ gà còn quen kiếm không? Ờ.
Còn hả? Còn người ra ngoài kiếm thêm ha. Đủ ra rồi. Kéo áo lên người mơ. Ừ. Ấp quá trời, ấp đi. Để về vậy? Bảo cái gì? Bảo cái gì nha? Qua kia đủ rồi, rồi tới kiếm khác. Trời ơi. Tới ông đi. Thôi vậy. Đây đại quý thầy sử dụng bơ không? Tới công chuyện luôn. Bởi vì nào có rồi. Em nói chuyện dễ có từ ông kiểm ra rồi thôi. Bây giờ tới anh ra, ra xong cũng trốn người ta khác. Vô mà chơi cũ hoài sao? Chơi tăng thời này mới mà. Từ tới phút vô có gà em đủ qua để chợ mình xử đó từ từ tiếng vô luôn từ vô con mơ ngày mai mà ngủ đâu cái nó là làng hết sáng đêm nổi tiếng luôn là một sướng quá là vậy ông nội lại không chờ cuộc sống gì đêm quá từ á quá từ á nó chị mơ nó chạy với tôi không ai ừ con mơ rồi hai mà ngủ đó rồi hết là khỏi chốn đi ra đầu đúng luôn nó la làng thôi. Dụ đêm qua tôi mới ngủ gì đó. Em nè, em nè, một đêm là bà đã một cặp chim ương, chứ một cái lẻ không chịu. Lẻ bạn. Hai cái là hả? Hai cái mới được. Hai quá. Bắt tài bắt lại. Đó anh đó là nhiều. Hiểu không? Một cái không đã. Xé quần chữ ra tò. Thôi tao không cư ra ông tưởng trời cư đá quá. Ông ơi. Dạ. Ông đã mấy cái. Ông phải chắc một chục cái à. Trời ơi, dữ vậy. Đang ở ngoài lộ, gần nhà mơ. Dạ đó. Dạ, mà sao chục cái vậy hả? Ừ. Hả? Ông có sung lắm mà. Sung lắm hả? Sung, mơ chứ nổi mà. Sao biết? Mơ chịu. Trời ơi, mơ hả? Ông chờ đó hả? Mơ chịu không nổi ông luôn hả? Nổi đâu, chục phát đó. Chục quả chim ưng quá. Bút phút mà tao lại ông nghe. Ông nghe cái biến hồn chứ. Ừ. Ông nghe cái ông hút cái tôi. Ông hút đại gia mà ông nghe cái ông thấy hơn. Vậy Tăng vậy đang coi nó chờ hơn mơ làm gì mà ông cười. Tôi nói chuyện ông cười ha. Thôi làm bác đi. Không phải. Đã chết cũng vậy à. Làm tôi nó sống được 100 tuổi nữa. Thật. Thôi. Có trà trộn không Phúc? Dặn ông ẩm trong cái đâu. Không ơi, đánh chứ đâu. Tao làm ơn cái trốn luôn cái xứ này không hả? La làng chết luôn. Nó xuống qua trời hả? Đúng quá. Hả? Dạ. Dạ. Đi chứ sao? Ở đây đủ mấy tóc lỏng rồi chơi vậy. Tẻ đây đậu quần luôn. Cậu không chịu đi rồi sao? Dạ. Cậu không chịu đi rồi. Đi thì ba ông thằng bắt tối ông chở vợ dùng ông đâu. Rồi chơi vậy em ơi. Ừ. Ba quay động đợi sao? Chỗ ai dò chứ luộc ở đâu? Có cái chuồng tao theo nọc gì đó sắc tao dục ở trong nhà trọ tao làm. Mày có đi không? Mày dí tao nheo nọc mày. Rồi ông chú đó tới số nữa. Lúc đó nhà trọ. Lúc đó ông không có quậy cự động chân rồi mới làm. Vô trong đó mà không quậy về vô đó đập nhà đập cửa làm lá làng nữa. Vô tao cõng ông tới đó. Tao cõng ông tới lớn chú. Ừ nguyên à. Ba bay ảnh không? Để không sẽ luộc rồi tối ông cho tao chọn rồi. Tao đồ đéo ông đéo tao là. Băng này băng của ông, băng này băng của mình. Đi đây. Còn ai dò ông ba cũng dây dục cho nhà trọ nằm từ từ nó chạy tới. Ông đó hả? Ông nào chỉ anh? Ông lại chối ông này dân trong. Con kìa. Con yếu rồi. Yếu rồi là tối tối này mặn rồi. Kiếm khác đi. Dạ. Khác đi mời. Đi kiếm ai giờ? Kiếm người cho trẻ lực hơn kìa. Nó không có đằng nào chơi chân nè. Thì nó nghỉ đó. Nó nghỉ què hả? Nó nghỉ gì? Phải kết anh bắt kiến nha. Đẹp trai quá. Đẹp hơn không Kiếm? Đẹp hơn không? Đẹp hơn Kiếm hả? Đẹp làm việc luôn. Có đồ quét không? Không. Sao không có dấu? Không đẹp ha? Có thun luôn mà, ba lỗ mà, chúng nó không có đồ quét. Ba lỗ hả? Ba lỗ. Ông nhiêu tuổi rồi mà chị Mạch? 90 rồi. Trời ơi, trời đất ơi. 90 tuổi làm ăn gì nổi. 90 mà mời tới 10 phát chứ rồi. Ừ, em 40. Đi không? Dạng đi. Đâu? Tại ngủ đi mà. Tại ngủ đi mà. Ngủ thôi. Rồi ngủ thôi ha. Ngủ thôi chứ. Con quần giờ ngủ mà bẻ cái mình nào bây giờ. Ông chạy xe ta, tôi lộ bộ đi gần.
Ừ rồi ra để đòi hoài. Ai đòi? Tôi đòi, không đòi sao. Làm bộ cho chơi cái bụng. Không chơi không? Tôi dùng tới nước rồi. Tới nãy rồi. Tôi chơi. Ở đâu lại đây? Đâu chỉ số, nó đâu có tiền đâu. Của mày. Số kìa. Chỉ số. Kèo chưa đi hả? Kèo lọc kìa, kèo lọc kìa. Kèo chưa đi hả? Ừ. Ốc chưa có bột đó. Rồi mặc áo luôn rồi, dặn dặn luôn đi về luôn rồi. Chị là chuẩn bị đó hả Mơn? Dạ. Chuẩn bị đi đó hả? Đi. Đi. Ổng không chưa đi rồi sao? Đi nhà chọn ngủ đi. Rồi ổng kìa, ổng không chưa đi rồi sao? Ổng đi hả? Ổng rồi. Thì tôi kêu ông chối ổng dục vô chỗ á. Dạ. Đâu ai dọ tay nó cũng đi luôn. Vậy là ba người bây giờ em đi kiếm dây đi. Kiếm một dây đi. Ba anh đây đây ổng đây. Rồi cột ổng vô chính giữa dục ông vô cho em chơi. Nha. Nhà trọ ở đâu? Hả? Nhà trọ ở đâu? Nhà trọ giờ không biết ở đâu nữa. Bây giờ cũng không biết nhà trọ ta đồng đâu đúng không? Cầu đã được không? Dưới dòng cầu hả? Ừ. Dòng cầu biết đi nổi không nắng nữa. Tối lâu tới đó không em đọc chạy không nổi. Đụng khỏe chút trồn quýt tới bà nội. Còn nó mà nó bút ra mình tới mua nổi. Ai cho mơ cáo đẹp dữ đẹp. Ai? Cáo gì mà ngà, có mặt có tới ngà vú à? Em mua 35. Có ngà ngực hả? Mua 35. 35 ngàn. 35 ngàn cái. Dạ thì giữ không? Mua áo đó mà không mặc áo trong, mặc áo đó mới đẹp đó. Ừ. Áo đó với cái quần đùi là ngon luôn. Có gì giờ lăn lăn không á? Sao mang nhớ rồi, nhớ rồi, không mang vô? Chưa có mang. Chưa tới giờ. Chưa tới giờ. Kiều này không chưa tới giờ cùng. Giờ riêng có mang. Chơi đâu? Đừng nói là quốc luôn rồi. Đi chơi nè, mệt luôn mà. Ừ. Vô, tôi trọng tắm rửa vậy thôi. Nắng này không nổi, làm nổi. Anh Phương, anh Phương xanh mặt rồi. Có tiền lắm. Yeah. Không có tiền. Mờ bao không? Mờ bao. Bao. Chơi luôn không ơi. Bao xịn máy, xịn máy. Nhưng mờ bao xịn máy. Bao còn chỗ không ơi? Ờ, không bao. Không có tiền. Ngủ mà nó không bao. Chơi, chịu chân thì hãy cho chịu kìa. Đàn ông bao, đàn bà. Bốn chút xíu nhét cái đó vô thì thôi. Nắng này vô nó đã lắm. Vô cái họ mà bớt buồn. Bớt buồn luôn. Giải sầu. Sầu. Đi ông nội ơi, ngồi tới quậy. Đi. Khỏi kìa, đi đi. Còn lại mẹ. Ta cho con mẹ mà. Tôi ngủ ông nhà trọ. Ông nói tôi ông đi. Ông đi kêu đến ông muốn cộng dây cột luôn. Tại chồng tôi cho bà chơi. Là con cùng. Nó muốn hơn trời muốn. Thêm một. Ai cười rồi đó. Ai cười hoài luôn hả? Quay mấy chục năm nay còn chưa đéo được á. Sao con la theo dõi con gì ơi? Dạ. Dạ cho ông Mơ la theo dõi cái gì? Ca cổ mở như khán giả nghe đi anh cô. Mơ ca đi. Trời ơi tôi cũng câm. Xong ca nè. Gặp xong em đi. Xong em à. Ừ. Ca không nổi mà ca gì. Thì xong ca. Xong ca. Câm mà cái. À, sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Lê Thị Mộng Mơ. Trời ơi, trời tôi lại rồi. Lý Chị Mơ. Kêu ăn ở ăn ăn ra. Lý Chị Mơ em. Thôi. Hát bài tân cổ giao duyên. Thôi thôi thôi, mình cũng có ca cổ không nổi đâu. Chồng trong quê em. Thôi, chồng trong quê anh cũng chết nữa em. Đi rồi, cái ổng hát. Ừ. Ừ. Không? Hỏi đi. Đi không? Đi đâu? Đi vô vô, nhà trọ. Ngủ. Thôi. Nó ngủ vô ngủ mà, có gì đâu mà không sợ. Tao lại mơ tha cho tao đi mơ. Tao nghiệm tao tu rồi. Đâu có làm gì đâu phải không? Ừ. Mà đi ngủ mà tao đã đi ngủ đi ngủ chứ ai làm gì đâu mà. Ai mơ cho tao ra thằng trai tao mơ. Đó là vô bụng nhủ ông chim ơi về bụng sợ. Giờ tao không biết đi bật rồi tao thay tao đi. Vô thằng ngủ đây ai kêu nhủ đông đó mà sợ. Quái buồn ngủ hả mơ với đây buồn ngủ hả? Vô hai đứa ngủ nhắm mắt ôm nhau. Tao vậy. Tao nói sưng rồi mình làm. Lạc xuồng. Còn sưng rồi thôi nó dở xuồng lên mà. Dở xuồng hả? Ờ chết luôn. Lạc xuồng. Lạc xuồng. Còn mấy đứa rồi chảy hào hào. Tại vì kiếm ai tát á. Gục mơ nó chuyên kìa. Tiếng người tát đi. Kiếm người tát có đâu quá trời vậy ơi. Tiếng tát. Tiếng tát con chữ nghe. Lạc xuồng kêu tiếng tát. Ừ tiếng tát à. Vô tát hai ông bà đi luôn. Ờ, tiếng đi không? Đâu? Đó. Tiếng
tham quan coi nhà cửa ở đâu, chỗ nào đâu mà mua đang vô ở ngủ mát nắng. Dạ, chàng tiếng đây. Ừ. Dạ kêu Phúc. Tiếng còn lật đó. Phúc. À, Phúc ơi, không có đi đâu. Anh không có được. Sao mà hồi nãy xe nhắc Phúc không à? Thì nhắc thôi, mình làm việc nhắc thôi. Nói là Phúc dễ thương, Phúc đẹp trai. Nhắc Phúc là Phúc nhà mà. Ừ. Phúc để đây từ từ đi. Cháu cũng nhờ. Từ từ xử Phúc luôn hả? Ừ. Dạ. Ủa, nó trong cây ngộ ta. Không có lá cành chứ. Ốc thừa thì có ốc quen không? Đây mai thấy chưa? Đó, nhìn cây đó muốn súng được ha. Thấy không? Thấy không? Cây đó thấy không? Okay, đứng nha. Muốn chảy được ha. Chỗ mã kìa. Nhìn cây đó thấy không? Ông người đây ha. Thấy không? Cận cận chưa lá? Không nắng được cận không? Cận qua đây mơ giải quyết cho. Nhìn cây anh muốn tung không? Anh nổ nó chịu là đâu? Em muốn xong rồi đó. Cái kìa. Không có lá cho cành cặp cây đó. Dê đó không đủ quá không ơi, chơi gọn. Thấy không? Nhìn đó tôi quất cái ra liền. Nhìn xong á Phúc. Cây không phải gụng đâu, gụng động không? Tắm rửa rồi ha. Vô là cho nằm nghỉ cái đã. Đúng rồi đi. Xuống. Phương nhưng mà anh Phương bỏ chạy về, bỏ chạy về, bỏ dép chạy rồi. Bỏ què rồi đó, cấp trước không làm cái. Nói chung ra là mơ để xem giải trí cho vui cô chú anh chị em ơi. Cái này là mơ nó chơi cái gì? Ai mà đang buồn mà gặp mơ là có thể hết buồn. Chứ thật là mơ rất là dễ thương, không có gì hết. Mơ nói chuyện sàm sàm mà sàm sàm vui. Sàm sàm mà vui chứ không có gì hết. Không có gì chơi, không có gì. Cười giỡn đâu. Cười giỡn chơi vui thôi. Là tánh mơ mà vậy đó. Mơ thì cười giỡn chơi thôi mà ai cho thì mơ làm thiệt. Bầu cười chứ chết. Thấy không? Cười giỡn chơi thôi mà ai cho mơ thì làm thiệt. Ai dễ. Rồi. Nào đi nhà các bạn đi 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 cái cục vừa đây nè. Mong cô Vinh nhìn thường tiếng cho tiếng lại. Có người hỏi mơ ở đâu kìa. Em hả? Ừ. Em ở Hàn Quốc. Theo cái tiếng nhà tiếng tất cả các chú anh chị em. Ở bên nước ngoài á. Đài Loan. Ở chung Việt Nam vậy đó mà em ở nước ngoài. Dạ. Dạ. Chưa dễ. Mong cô Vinh mình hỏi ai. Em đâu quán ở Việt Nam. Xem dễ hỏi cái tiếng nhà. Quê quán mơ ở đâu kìa. Dạ. Quê quán ở đâu? Ở Hàn Quốc á. Hàn Quốc hả? Dạ, Busan Seoul. Busan Seoul hả? Dạ. Ở chị Mai Đài Loan. Nó chị Mai. Nó đòi ở ông không có cho. Vậy hả? Không có tem ha. Ừ, đỡ đâu. Cho buồn mà. Nói sao nó đòi ở ông không cho. Tối rồi. Tối mai nghe chuyện này đớn em ơi. Có đàn ông ở đằng bà, nghe đàn bà mà đòi ở đàn ông. Ông muốn hết dám quay mà. Nó đâu bình thường. Đúng rồi. Thấy ngồi vậy ta chơi vui anh. Đó. Vui chơi mà. Ừ. Rồi ông cho nó vậy nó ở không? Hả? Nó ở không? Vậy. Rồi ông cho vậy nó ở không? Ai cho? Ông á, cỡ thân đồ ra rồi nó ở không? Ví dụ đàn bà nó đòi hỏi ông rồi cho nó ở không? Không. Tâu hoài. Cho bà cùng. Qua chiều kiểm nha. Ừ, lúc lạ ta mưa. Vậy mơ hả? Mơ cho là làm liền hả? Ừ. Đồ ông kêu cẩu ra nó cẩu vậy. Kêu cẩu rồi hả? Ừ. Bồ có chữ đó mua. Ồ vậy? Mà kiếm bồ mà làm mẹ đi kiếm ai chi vậy? Ở vậy. Nói anh ơi, cẩu quần ra cẩu được. Còn ông kêu cẩu, ông cẩu quê. Nhớ kìa. Ta cẩu đi cho mày lo làng cho nguyên cái xóm này hết à. La, què như sướng vậy la gì đó. Vậy ông có bồ rồi nè. Mơ mà ai mà ngủ với mơ đêm sáng ngày là kiểu như là đi nước ngoài hết luôn đi. Ta lo làng nguyên cái xóm luôn. Anh Tiến anh quay chứ anh không đâu có gì anh Tiến. Không. Anh Tiến chốt rồi. Chốt chị, tại không chưa ở chốt. Trời đảng lúc ông ở luôn á, chốt. Tôi có tiền nhiều nữa. Chở đầu chở đích gì đó. Làm bùa nó không cho chơi. Rồi nó không ở người ta sao phải không?
Bye bye nha, bye bye. Dạ ơn, dạ ơn. Dạ chào khán giả, dạ ơi, bữa nay cựu vợ đám cưới hỏi hết nha. Tất cả bạn đồng nghiệp nha. Chào hết nha.